Đơn giá khoán nhân công xây dựng bao nhiêu thì hợp lý? Đơn giá nhân công xây dựng là vấn đề đang được quan tâm và chú trọng đối với các công việc như thực hiện sửa chữa, xây nhà hay các công trình xây dựng khác. Đối với mỗi công trình thì nhân công xây dựng là vấn đề cốt lõi và mang tính yếu tố quyết định. Hiện nay thì có hai hình thức khoán thầu chính. Hình thức thứ nhất đó chính là khoán thầu nhân công xây dựng tính theo mét vuông sàn. Hình thức thứ hai đó là khoán thầu thi công trọn gói, bao gồm cả vật tư, vật liệu, chủ nhà chỉ giao mặt bằng và nhận nhà khi đã hoàn thiện. Trong hai hình thức này thì hình thức khoán thầu nhân công xây dựng được nhiều chủ nhà lựa chọn hơn và nó phụ thuộc vào nhiều yếu tố như sau. Yếu tố về kiến trúc, mỗi địa phương thì sẽ có giá nhân công khác nhau và giá nhận khoán theo mét vuông cũng phụ thuộc vào mẫu nhà bạn muốn xây dựng. Thông thường thì với mẫu nhà ống, nhà phố đơn giản thì giá khoán nhân công sẽ thấp hơn khoảng 100 đến 200 nghìn đồng trên 1 mét vuông sàn đối với giá nhân công xây dựng trung bình. Còn đối với mái Nhật thì đơn giá ở mức trung bình nhất. Còn đối với mẫu nhà mái Thái, mái Lệch hay là kiến trúc Tân Cổ thi công phức tạp hơn nên giá khoán nhân công sẽ cao hơn từ 100 đến 200 nghìn đồng trên 1 mét vuông so với đơn giá xây dựng trung bình. Trên đây là mức giá khoán trung bình mà các cai thầu nhận thi công xây dựng. Mức giá này sẽ thay đổi theo từng địa phương. Như tại các vùng quê, vùng núi, tận dụng được nhân công địa phương nên giá nhân công sẽ thấp. Có những vật liệu sẵn như là gạch, cát, đá, xi măng, ít chi phí phát sinh nên giá nhân công sẽ thấp hơn so với khu vực thành thị. Vì ở thành thị thì mọi chi phí nhân công ở trọ không có bến bãi tập kết, ngõ nhỏ, chi phí vận chuyển tăng, chưa nói tới điều kiện hạn chế như là có ảnh hưởng tới các công trình khác, cũng như là rủi ro lớn hơn dẫn tới chi phí sẽ cao hơn. Yếu tố thời điểm cũng là một yếu tố khá là quan trọng. Như các bạn thấy thì thời điểm để xây dựng cũng khá là quan trọng. Đầu năm hay là giữa năm mọi người xây dựng nhiều, vật liệu sẽ sẵn hơn và dễ dàng mua hàng nên xây dựng cũng có thể coi là có lợi. Nói đến thời điểm thì thời tiết mưa nhiều cũng làm ảnh hưởng đến tiến độ cũng như là biện pháp thi công, nên chúng ta cần xác định được thời gian xây nhà sao cho hợp lý. Mức giá giao khoán của cai thầu sẽ do chủ nhà và cai thầu tự thương lượng dựa trên mức giá trung bình tại địa phương theo kiểu kiến trúc đã chọn và thời điểm xây dựng trong năm. Để tránh gây tranh cãi và phát sinh về sau thì chủ nhà và cai thầu bắt buộc cần có một bản hợp đồng về pháp lý để đảm bảo quyền lợi và trách nhiệm giữa hai bên. Trong hợp đồng cần ghi rõ các hạng mục, công việc, thời gian mà phía bên cai thầu phải hoàn thành. Trong trường hợp công trình có bản vẽ thiết kế thì cai thầu phải làm đúng và tuân thủ theo bản vẽ thiết kế. Nếu có thay đổi thì cần có sự bàn bạc, thống nhất, đồng ý của đơn vị thiết kế và chủ nhà. Bên chủ nhà phải có trách nhiệm đôn đốc công việc, thanh toán phần trăm giá trị hợp đồng sau mỗi hạng mục hoàn thành như đã nêu trong hợp đồng. Chúc các bạn lựa chọn được một nhà thầu ưng ý. Và nếu các bạn chưa rõ về hợp đồng hay cần lựa chọn nhà thầu thì hãy nhấc máy lên và gọi điện cho chúng tôi qua số hotline 0969 085 669. Chúng tôi sẽ tư vấn cho các bạn hoàn toàn miễn phí. Cuối cùng, cảm ơn các bạn đã đón xem video ngày hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo.